Chào anh em bà con nha. Hôm nay là công việc tiếp theo là cưa cây, dọn mặt bằng, đào ao để lấy nước. Mình sẽ cập nhật tình hình xây trại tiếp theo cho anh em xem những clip tiếp theo nha. Rồi, hôm nay là tiến độ của mình là đổ móng và bô sắt cọt nha anh em. Đây mình xài là móng cọc từ tràm, đổ móng đơn, dĩ sắt. Xài móng đơn, có thiết kế khe lúng đàng hoàng luôn nha anh em. Chỗ tường giao nhau thì mình làm hai cọc đổ để tạo khe lúng luôn. Rồi mình sẽ cập nhật tình hình tiến độ tiếp tục cho anh em xem sao nha. Hả?
trang trại chiều mưa, sáng mưa, mới sáng đã mưa rồi. Mình đang đợi cỏ về để trồng cái bãi sân ngoài kia là để chỗ luyện tập cho mấy chú chó ra chơi. Ao này để cho chó tập bơi nha anh em. Đàn chó đực của mình nha anh em. Quay cho anh em xem. Đây là trại chó Út Sáu Sài Gòn giới thiệu với anh em và các bạn đàn chó đực của mình nha. Đây là đàn chó đực phối của mình. Tất cả là màu đẹp hết á. Lucky. Mình sẽ quay từng con cho anh em xem cận cảnh nha. Bò, ngồi. Bò. Bin. Chắc lòng đẹp anh em. Đen. Bóp. Kin. Nít. Lucky. Boy. Bin. Thank you.